đến chiều ngày 13 tháng 9, ngành y tế tỉnh Quảng Nam ghi nhận ít nhất 91 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở thành phố Hội An. Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, ngành y tế ghi nhận ít nhất 91 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng ở thành phố Hội An. Đa số bệnh nhân ổn định, có 3 ca bệnh nằm tại khoa hồi sức do huyết áp tụt, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải. Trong số này có ca bị ngộ độc có 23 người nước ngoài, 32 người đã được xuất viện. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 9, sau khi tiếp nhận thông tin, 5 người trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở một tiệm trên đường Phan Châu Trinh, thành phố Hội An, Trung tâm Y tế thành phố Hội An đã thành lập một đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm để nắm rõ thông tin ban đầu. Đoàn điều tra ghi nhận không những có 5 người bị ngộ độc mà có nhiều người khác đang nằm điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, đoàn ghi nhận có tổng cộng 31 người bị ngộ độc có ăn bánh mì và tăng lên 50 người, sau đó 91 người vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9. Thời gian những người này ăn bánh mì là từ 8 đến 20 giờ ngày 11 tháng 9. Khoảng cách giữa thời gian xuất hiện triệu chứng và thời gian ăn ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất là 16 giờ. Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng nôn mửa, đau bụng, sốt cao, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Ngoài ra, đoàn điều tra giám sát ngộ độc thực phẩm đã tiến hành giám sát kiểm tra cơ sở nói trên, đồng thời yêu cầu giữ mẫu thức ăn liên quan, niêm phong, bảo quản mẫu theo quy định để gửi Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Hiện thành phố Hội An đã gửi yêu cầu cơ sở này ngưng hoạt động trong ngày 13 tháng 9 để cơ quan chức năng đến kiểm tra. Trước đó tại Quảng Nam cũng đã liên tục xảy ra nhiều ca ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua khiến nhiều người lo lắng. Ngày 6 tháng 4, bác sĩ Tô Mười, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, 9 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá chép muối ủ chua đang được điều tra tại bệnh viện, trong đó có 7 người đủ điều kiện xuất viện, còn lại đang được theo dõi. Trước đó, từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 3, trên địa bàn huyện Phước Sơn, Quảng Nam, liên tục xảy ra các vụ ngộ độc do ăn món cá chép muối ủ chua. Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã tiếp nhận 10 ca ngộ độc botulinum, trong đó có người đã tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy món cá chép muối ủ chua các bệnh nhân ăn do ngộ độc chất C, botulinum toxin. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã cử các chuyên gia hồi sức chống độc mang theo 5 lọ thuốc giải ra Quảng Nam và sử dụng 3 lọ cho các bệnh nhân. Đây là loại thuốc giải quý hiếm cuối cùng của bệnh viện, trị giá 8.000 dưới đề trình một lọ. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế đã có văn bản trả lời về kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh này. Theo đó, viện đã nhận 22 mẫu do Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam gửi. Kết quả các mẫu cho thấy mẫu giá, mẫu nước không phát hiện Clostridium botulinum, mẫu cá ủ chua của gia đình và chất nôn của bệnh nhân dương tính với Clostridium botulinum.